Mandela, người đã chiến đấu cho tự do của Nam Phi, cũng giống như Việt Nam, vị anh hùng dân tộc Việt Nam là Bác Hồ Chí Minh. Cho nên chúng tôi hát bài này để kính tặng Bác Hồ Chí Minh và tổng thống của chúng tôi. Tôi mới hỏi là tại sao em là thích cái bài Dấu Chân Trần, thì em mới nói rằng em yêu Tây Nguyên và em yêu Trường Thành. Em thấy là ai cũng dễ thương giống như quê mình, nhưng mà không biết làm sao để diễn tả cái tình cảm đó. Cho nên em đã cố gắng hát với tất cả những tấm lòng của mình. Sau đây xin được giới thiệu bạn Robert. Bạn Robert là trước đây đã là tốt nghiệp trường cao đẳng dạy nghề về ngành mộc. Bạn có rất khiếu về văn nghệ, biết sáng tác nhạc in CD và rất là hay. Hy vọng cái bài này sẽ đến với quý vị hay lời chào mừng. Evening, ladies and gentlemen. Ooh.
争高天，在你处处仿佛我将你染给不懂观的沾水，对对对对对对真Yes, you to go. Yes. Kính thưa quý vị, Robert là như chúng tôi đã giới thiệu, Robert có thể là viết nhạc và sáng tác. Robert sẽ hát thêm một bài nữa. I learned this song in a very short space of time. Tôi vừa hát cái bài Đôi Chân Trần. Tôi tập đó trong một thời gian rất là ngắn. But I think what is important is the melody and the message of the song. Nhưng mà tôi hiểu được cái điều của nhạc và tôi hiểu được là cái thông điệp và lời của bài hát này gửi. So right now, on behalf of the group that I came with from South Africa, I will sing an African song that I composed called From This Moment. In Zulu, it is saying, Ukube. Và xin cho đại diện các học sinh đến từ Nam Phi cho phép tôi để hát bài tôi đang sáng tác với tiếng Anh là For This Moment, có nghĩa là chính giây phút này.